cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Trong thời gian như 2 tập, mình đã đi băm lúa cho mấy con bò nó ăn, chặt cây và đào một ít hắc kim thạch. Còn bây giờ chúng ta sẽ lấy đá sỏi, cục sỏi ra để lấy cái cục đá lửa các bạn. Tập hôm nay mình sẽ úp một cục là được luôn này. Đấy, cắt sỏi vô đi. Đặt trong cái hốc nào ta? Có mấy bạn chỉ lập là con ngựa mà ngựa xương nó mất tiêu rồi, bữa hổm lập gặp mấy ngựa xương này. Đâu hết ta? Đừng nói nó biến mất đi. Lập gặp mấy ngựa xương đâu đây nè, để giờ lập tìm lại coi các bạn có còn không. Còn à, mấy con xương chết hết rồi. Khỏe. Con này cưỡi được nè. Có bạn kia chỉ lọc là cưỡi được các bạn. Vậy là đúng rồi. Vậy giờ chỉ cần xuống địa ngục lấy cái đây còn này. Giờ chỉ cần xuống địa ngục để lấy cái em cưỡi thôi các bạn. Hay đấy. Rồi trở lại thôi. Đặt cái cổng địa ngục ở phía trên đi các bạn. Hợp lý này. Ok, kệ không sao. Chút mình lấy đất mình phủ lên là được các bạn. Rồi lập cái đi. Cắm ở đây có đuốc rồi. Vô thôi. Đấy, không biết có gần cái tòa thành không các bạn. Hy vọng gần cái tòa thành này. Giờ được cái thành tựu chúng ta cần tiến sâu hơn kìa các bạn. Đợi cho lót map ra. Không có cần tòa thành rồi. Không sao đâu các bạn. Giờ đi tìm thôi, chỉ có đi tìm chút các bạn. Lần này chắc lấy thạch anh luôn nè. Chưa đi nhìn xung quanh chiếc ra. Spawn chỗ này không ok cho lắm. Phải ngay cái tòa thành ấy thì vui hơn không? Cả em sao? Xuống được đây an toàn rồi. Mừng rồi, đừng có cũng kế bên này các bạn. Ok, giờ đào ít block đi qua mảnh luôn. Bắt cua. Đấy. Đi đây thì không cần phải đặt block các bạn. Đấy, đi bên đây luôn. Rồi, giờ đào một đường đi xuống nào. Cái này chặn lại cái đó. Là ba ghê quá. Đấy, chặn nó lại đi. Rồi. Bên đây khỏi chặn đi, chặn một đường để mình đi xuống thôi các bạn. Ở đây gì là đi xuống chỗ này. Đào ra. Đấy. Rồi. Được thành tựu rồi. Cây chưa. Rồi cắm nút lên. Đập cái này ra để đi không bị đụng đầu các bạn. Úi trời. Đó, vậy là đi không bị đụng đầu đấy. Rồi, giờ cắm đuốc ở hai chỗ để làm dấu thôi. Rồi, mục tiêu bây giờ là tìm cái yên ngựa luôn nha các bạn. Để bắt mấy con xương, ngựa xương ấy. Ở đây hết đường rồi. Nấm này. Đấy, nấm hình như cũng làm cái súp nữa các bạn. Tại lúc mình làm cái tô ấy, nó có hiện ra công thức súp nữa. Đấy, không biết trong Minecraft có bao nhiêu loại súp nữa nha. Hết hồn con xương. Vô đây gặp mấy con xương đen các bạn, nguy hiểm lắm các bạn. Tại vì nó mạnh này. Để xem. Có cái gương này. Có cái giáp, tưởng đâu cái yên chứ. Giáp ngựa các bạn. Rồi, qua đây tiếp. Rồi đi một đường nước thôi. Đây có thạch cái gì, có búa địa ngục này. Wow, hấp dẫn. Đem về chồng luôn các bạn. Rồi. Đây nữa. Vậy là sau này chỉ cần tìm cái que quỷ lửa ấy là làm được cái bàn chế thuốc rồi. Tại vì có cái búa địa ngục ấy. Đây còn cái gương nữa này. Ngon. Hai cái luôn. Vậy. Quá trời yên này. Quá trời gương này. Ba cái liên tiếp luôn. Bốn. Một lúc tìm được bốn cái yên cửa luôn các bạn. Wow. Tới hồi ra là ra bốn cái. Vãi xoài thật. Cái gì là mình bắt được bốn con luôn các bạn. Đây còn đường nữa này, còn gương nữa chứ. Wow,
Đấy là một cái yên nữa, mà không có cái giáp kim cương nha. Cái giáp vàng là không thích cho lắm, lập thích giáp kim cương thôi. Đấy, nhìn nó mới chất các bạn. Ở đó có cái nữa kìa, tòa thành này bự đấy. Đấy, đi mới đi một tẹo mà được một đống cái yên cửa luôn các bạn. Không biết có kim cương không nhỉ, tới giờ lập không có tìm được kim cương dưới địa ngục ấy. Rồi giờ quay lại đường cũ rồi. Đây đường cùng rồi. Rồi quay lại. Mình nghe tiếng con gáp. Trên đó có con quỷ lửa kìa. Giờ đi tìm cái spawner có con quỷ lửa luôn các bạn. Tại vì có cái que quỷ lửa này mới làm được cái bàn chế thuốc thôi. Hình như ở trên đây có cái spawner hay gì này. Đúng rồi. Đấy. Đây, giờ farm luôn. Ủa giáo vô. Ồ, được một que rồi. Ở đây hình như nó không có giới hạn ánh sáng các bạn. Các bạn cắm đuốc cơ nào hình như nó cũng hồi sinh đấy. Okay, đứng đây farm luôn. Ui, nó bắn qua kìa. Còn đó sùng thế. Túc bên kia mà nó bắn qua đây luôn các bạn. Wow, tòa thành này bự ghê. Để mình xem nãy mình xuống chỗ nào ta. Tập không nhớ nãy xuống chỗ nào nữa. Nó gà này nó ba con luôn. Ui, bốn con luôn. Wow. Áo. Ăn vô, chạy. Ui, nó đánh đau quá. Ui, cháy không thấy đường hết. Rồi đi xuống thôi, được mấy que, được ba que, kệ cũng được bạn. Ba que thì làm được một cái bàn chế thuốc chứ bốn cái. Cái bột lửa vậy các bạn. Rồi đi xuống thôi. Nãy gì là nhớ đường ở đây là cái chỗ mà chỗ pha nguyên lửa để làm dấu lên các bạn. Đấy, dấu ở đây. Rồi giờ đi qua hướng đây thôi. Lọc hết thức ăn rồi. Nãy đi mà quên đem tí thức ăn các bạn. Không sao đâu, lại đi tí nữa đi, hy vọng tìm được bánh mì chứ. Ủa đây còn cái nữa. Mấy chứ hết thức ăn đi dưới đây không được đâu, ở đây không có gì ăn hết các bạn. Cái bú này hình như ăn không được. Đúng rồi, cái bú này ăn không được các bạn. Hết đuốc luôn, thôi chắc đi về luôn các bạn. Để bữa khác cắm má tiếp nha. Ô con xương đen kìa. Mày quýnh con này nó ra cái đầu các bạn. Mà hiếm lắm. Mày đưa cái đầu ra. Dạ. Ô dính hiệu ứng của nó nữa. Ô 5 giây à, mày quá. Lần đầu dính 10 giây là ngấm luôn. Tại không có thức ăn để hồi máu ấy. Rồi giờ đi về thôi các bạn. Đi sợ một hồi mình lạc này. Tại mình hết đuốc để làm dấu rồi ấy. Còn là vàng với cái yên ngựa vàng thôi các bạn. Sắc này. Rồi về thôi. Đói rồi. Đằng kia còn một cái gương nữa kìa. Lại lấy nốt cái gương này rồi đi về các bạn. Đấy, để sau này khỏi còn đụng cái yên nữa. Ở đây nhiều yên lắm các bạn. Rồi giờ chắc giờ hết đấy, giờ về thôi. Rồi mình vừa thu hoạch được một tí ăn các bạn, giờ cắt mấy cái yên ngựa rồi thôi. Ở đây còn một con scan. Hết hồn rồi. Nó có cây cung kìa. Cung còn ba đầu bên thôi. Rồi mình đang trên đường để đi qua thần phục mấy con ngựa các bạn. Mà phải giết mấy con skeleton trên người nó trước ấy. Các bạn kia lọc chỉ lọc dễ. Đây, giờ thằng phục con này này, con này con mình đó này. Rồi, leo lên. Con này là chỉ cần ngồi lên là được rồi các bạn. Nó nhảy cũng cao này. Mặc có điều nó không có mặt giáp được các bạn. Đã nha. Ok, giờ tạm thời bắt một con trước đi các bạn. Đấy, con ngựa ngay mà có điều nó ít máu các bạn. Nó có 7 cục chết, nó có 7 trái tim thôi. Ở đây có ngựa đen này. Chắc phải bắt thử một con ngựa đen để so sánh với con ngựa xương các bạn. Giờ nhốt nó đâu ta? Ở kiếm chỗ nhốt nó rồi các bạn, không thôi nó đi đấy. Con ngựa này kinh lắm. Con ngựa này đi dưới nước luôn à. Con ngựa này lội được các bạn. Wow. Hay nha. Con ngựa này đi dưới nước được luôn các bạn. Tuyệt vời. Rồi, giờ tạm thời cho nó vô chung dùng bò đi. Rồi, vô đây nha.
rồi đấy, có bạn mới các bạn. Rồi qua đây giờ tới con ngựa kia các bạn, lấy mí hấu ăn cái đã, hết thức ăn rồi. Rồi ăn vô, nhầm. Rồi mấy con ngựa xương rồi có nhân giống ra được không các bạn? Các bạn nào biết nhớ chỉ lập nha, coi nó có nhân giống được không ấy. Là muốn nhân giống ra thêm chứ có một nè, phải cầm tay, không cầm gì mới được các bạn. Ui dạ, thuần phục ngựa bắt đầu. Ngựa đen này lì thế nha. Lì đấy, ngựa vàng top này. U con này chạy, ui trời, u nó chạy kìa các bạn, nhanh cấp tốc luôn. U mà có điều nhảy không cao cho lắm. Con này dùng để đi đường kiểu như chạy nước rút các bạn. U nó chạy nè, wow, về được đây, được đây. Rồi chắc nó về chứ các bạn, mà có điều nó không có ngồi lên thuyền được ấy. Ui con này chạy nhanh quá, thấy các bạn thấy chạy cấp tốc không? Ồ nó vẫn nhảy qua được cái này. Rồi hai con rồi. Rồi con ngựa xương ấy ăn cái gì để hồi máu các bạn? Nói chung Lộc giờ Lộc có nhiều thắc mắc lắm, các bạn nào biết nhớ chỉ Lộc nha. Tại vì nuôi á mà không biết nó ăn gì để hồi máu các bạn, lúc nó bị thương không biết sao cho nó hết nó hồi máu, Lộc chỉ sợ vậy thôi. Đấy, thu hoạch cái này đi. Rồi chậm ra. Wow. Giờ lấy thêm một cái yên cửa nữa các bạn. Đấy. Lúa giờ nó bắt đầu chín nhanh rồi các bạn. Đấy, lúc đầu thì nó hơi chín lâu ấy, nhưng mà về sau nó chín nhanh lắm. Đấy, mình đi chút là nó chín rồi. Rồi lấy một cái yên nữa. Một. Đó. Con này chưa mặc giáp, để cho nó mặc giáp luôn các bạn. Để bảo vệ nó ấy. Rồi mặc giáp vô. Ấy ui giời, giáp vàng cũng đẹp các bạn, lúc đầu gặp tưởng giáp vàng không đẹp ấy, ai về giáp vàng cũng đẹp hết á. Rồi gặp này ra mong bảnh hốt em kia về nữa các bạn, tại vì con ngựa nghe bạn kia chỉ là ăn cái gì táo vàng hay cà gót vàng vậy là nó sẽ đẻ ra con ngựa con ấy. Đấy. Rồi giờ bắt con này về nữa để làm bạn với con kia. Ông hy vọng con này nó sẽ chạy nhanh và dáng cao nha. Còn cho nó ăn luôn. Rồi cho mày ăn cục lúa đó. Rồi ồ chạy trong ghì rồi các bạn. Ồ mày cũng nhảy cao được xí, cảm sao bắt con này về làm kiểu thôi, không cho mặt giáp đâu, tại con ngựa này mình không có đem đi để khám phá gì hết các bạn, chỉ để ở nhà thôi. U nó nhảy cao đấy, cảm sao hiện tại mình chưa có thời gian để xây cho nó cái chuồng yến các bạn, nên cho nó ở chung với con này đỡ đi các bạn. Rồi là được hai phương tiện di chuyển mới, đó là ngựa thường với ngựa xương các bạn. Rồi giờ chắc đi khám phá tiếp các bạn, hiện tại mình đang bị ghiền đi khám phá ấy. Đấy, hôm qua khám phá thích thật. Rồi ok giờ mình dọn đồ cái đã các bạn, dọn đồ rồi đi thôi. Rồi lấy cái băng đồ này đi các bạn. Rồi đi thôi, let's go. Ôi quên phải lấy cái cửa với cái thuyền cái đó. Đó rồi ăn vô cái đó để coi bản đồ này như thế nào nha. Bản đồ này là phải đi về hướng gì ta, hướng đông nam. Căng đấy. Ok giờ mình ăn cái đã, đi về hướng đông nam phải không, để mình xem cái này đi về hướng nào chứ ta. Ô bản đồ này xa lắm các bạn. Chơi liều luôn, đông nam rồi. Hướng này hướng đông nè các bạn, đi về hướng đông trước đi. Đấy, kệ đi về hướng đông đi. Rồi let's go. Đấy, chắc mình không đem con ngựa đâu các bạn, tại con ngựa xương đâu, tại vì mình sợ mình đem ấy mình không biết cách đi rồi nó chết ấy, tiếc lắm các bạn, tại con này nghe mấy bên kia nó hiếm lắm mới gặp được các bạn à, nên phải trân trọng đó. Rồi đi về hướng đông này. Hãy đi chừng nào cái gì ta, cái dấu chấm trên bản đồ, các bạn thấy dấu chấm trên bản đồ không, này mình tắt này à, nó nhúc nhích là được các bạn, hiện tại dấu chấm nó chưa di chuyển được nè, là nó ở khu biển đâu đây này. Căng nha đi về hướng đông. Ở đây có cục bò này, giờ gặp bò là giết luôn các bạn, để lấy da ấy, hiện tại nhà mình ít da lắm, gặp là bêm hết. Phần chơi này chú ý mình đi phiêu lưu chơi thôi các bạn, để xây dựng để về sau mình xây nha. Mình vẫn xây bình thường thôi tại vì mình thích xây ấy. Ủa đây quá trời bò này, đợi mình giết xong mấy con bò rồi tiếp tục nha các bạn. Ở đó có cái thuyền kìa, ngon. Rồi xuống bêm cái thuyền đó trước,
Rồi, score, let's go. Chưa nữa, cái bản đồ chưa mở ra nữa. Ồ, cái thuyền này xuyên đặt ngược rồi. Rồi, đi xuống để lấy cái rương trong đây các bạn. Đây đây, cái gương đây. Sửa chữa, ô, dài sửa chữa này. Đi ngô, lấy giấy thôi các bạn. Giấy về làm sách đây, còn mấy thứ kia chắc không cần đâu. Ồ, hết oxy, hết oxy. Đấy các bạn, đợi chút đi, dấu chấm nó nhích là các bạn sẽ thấy nha. Ủa sao nó không nhúc nhích nữa ta? Ờ, nhúc nhích này. Ủa, có cái làng luôn này. Vô tình gặp được cái làng đó các bạn. Mấy ngôi làng đầu tiên. Ui trời. Mấy đi khám phá rất là thích luôn. Nhưng mà đó giờ Lộc cứ gặp bản đồ là dục à. Ồ, để đi đây coi cái làng này có nhiêu sách mình chôm hết. tại mấy anh dân làng đây đâu có cần đâu các bạn. Anh này có gì đây? À, anh này là đổi giáp. Ồ, anh đó cũng đổi giáp luôn. Anh này cho mấy anh gì? À, anh giết heo. Anh đổi thịt thối. Anh đây nhà của anh bán sách đây. Người vẽ bán đồ. Cho em xin ít cuốn sách nha anh ơi. Ồ, ok. Anh ừa rồi các bạn à. Đấy, lấy đi. Cảm ơn anh nha, bye bye anh nha. Rồi, giờ tìm. Ồ, ở đây còn anh dân làng này. Để coi anh bán gì nha. Vẽ bán đồ. Coi còn anh dân làng nữa không ta. Ủa, anh này mình lấy sách chưa ta? À, anh này mình lấy sách rồi. Cái làng này ít mấy anh thủ thư thế. Tại vì thường thường mấy anh thủ thư mới bán đồ ngon lắm mà. Kỳ thế nha. À, thủ thư này. Xuyên vào da thịt. Cái đó không biết ép vô cái gì nữa. Rồi, để coi đây còn anh dân làng không. Anh này anh gì đây? À, không có. Rồi, đi tiếp thôi. Ô, tới khu khu gì ta? Khu sa mạc luôn các bạn. Tạm bắt đầu lên. Ô, cảm ơn. Mình lại gặp dùng đảo nấm này. What the hell. Đi khám phá mà lại gặp được con cái dùng đảo nấm nữa. Ok, giờ lên review cho các bạn lại nha. Vãi thật. Ở đó có cục khói cỏ kìa. Cái đảo này coi có đẹp không các bạn. Wow. Không có bò à. Ok, bò kìa. Đấy, cho các bạn xem lại như mắt trước nha. Mắt trước thì lọc kế bên luôn. Cái này đi hơi xa tí các bạn. À, nó đang lót nữa này. Đấy. Mấy em bò tập chữ. Lúc trước mình lấy quá trời xích này. Quá trời luôn. Wow, đã nấm kìa. Kệ, gặp lại cũng vui các bạn à. Rồi, ok. Bây giờ bản đồ nó mở các bạn. Hồi nãy mình đi hơi sai hướng. Không sao. Và vô tình nhập được cái đảo núm nữa các bạn. Nhớ cái map cũ phải xòi nhưng mà lỡ tạo map mới rồi. Không biết sắp tới nên sống chỗ nào nhỉ. Nhìn cái đảo núm cứ nhớ sao các bạn. Tại cái map cũ ấy, mình sống trên đảo quan luôn. Sướng phải. Ở đây cũng là cái đảo nữa này. Vậy là cái câu báo ngay dùng băng các bạn. Con gấu nữa kìa. Tội nghiệp các bạn, có một mình đó nguyên khu băng này luôn. Có báo xích bên đây chút. Đây, nó ngay đây này. Ok, giờ đi xuống thôi. Áo. Đâu rồi. Rồi, nó dưới đây này. Ok, các bạn ơi, nãy giờ mình đào bấy nhầy cái này ra rồi, không biết nó đâu ở đâu nữa. Đấy, các bạn thấy mình đào cái kia bấy nhầy nè. Đi lên trên thì nhìn xuống thì nó mới nghe đây nè. Mà không biết nó ở đâu thôi. Đấy, bây giờ đào mà không thấy nó các bạn. Không biết nó có tròn không nữa. Đào cả buổi trời không thấy đâu. Ờ, đây. À, thì ra là ngay hướng cái đích các bạn. Ồ, được 2 kim cương, 1 trái tim. Ồ, nói chung cũng được. Ok. Rồi, lấy hết. Mình lấy 2 cửa thôi các bạn.
mình đào cả buổi trời này, một hồi lên đi lên trên bờ ấy, ấy định định vậy nó mới dễ các bạn. Ở dưới nước này nó không đủ oxy, mình phải đi lên đi xuống mất công á. Đấy, là nguyên khu bành kia luôn. Rồi giờ chắc đi về thôi các bạn. Ủa đây còn nhiều cát lắm này, lượm về luôn các bạn. Đấy, lượm hết lượm hết lượm hết. Rồi rồi chắc bây giờ đi về nhà thôi. Đấy, cái đảo nấm thì ở bên kia. Rồi, đi tèn tèn bên đây về. À, trên đường về nếu có gì mới mình sẽ thông báo các bạn nha. Còn bây giờ thì let's go. Đi mình về, về mình ngủ cái mình cắt đồ cái các bạn. Nhiều đồ quá. Đi khám phá là vậy đấy. Rồi giờ ngủ thôi. Đấy, sáng dậy mình sẽ dọn đồ xong rồi mình sẽ quay lại trở lại với các bạn nha. Rồi lại chặt mấy cái bí ngô này. Bí ngô này sau này mình làm bánh bí các bạn. Đấy, bánh bí để ăn ấy. Muốn ăn nhiều thức ăn hơn chứ ăn có linh dầm và cái lúa cái bánh mì rồi thịt thà nước ngán các bạn. Tại vãng này chưa có mod được ấy nên mình muốn ăn kiểu nhiều thứ cho nó thú vị các bạn. Rồi giờ thu hoạch hết chỗ này đi. Đấy, có tay nữa nè, một có tay hoa chính thế. Rồi đấy các bạn trồng mấy giai đoạn sau các bạn nó lớn nhanh cắt tả luôn. Rồi ăn đi mấy em. Đấy, rồi cho nó ăn đi. Cho mấy bé heo ăn nữa các bạn. Đấy, u không không được dành ăn với nó. Tự nhiên mình cầm cà gót mình ăn luôn. Ok chắc mình xin dừng tập này tại đây các bạn. Và nếu như các bạn thấy thích video của mình đừng quên like và subscribe ủng hộ cho channel của mình nha. Nếu có thể thì share lên Facebook để bạn bè cùng xem nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn tập tiếp theo. Bye bye.